bạn biết có gì đây đặc biệt. Đây có một thứ đặc biệt lần đầu tiên mình nhìn thấy này. Lúa mì. À? Đúng lúa mì không? Lần đầu tiên mình nhìn thấy lúa mì ấy. Bông có vẻ to hơn bông lúa gạo của mình nhỉ. Không biết đang leo được đến đâu rồi. Mà cũng không biết mấy giờ luôn. Khá mệt và khá đói. Đây các bạn. Ở đây hôm nay các bạn sẽ đi qua phần lớn là rừng. Đây này, nhìn này này. Đấy. Ở trên này thì thời tiết lạnh, khá lạnh. Mặc dù là mặc áo cọc thế này thôi nhưng mà ngoài trời khá lạnh vì leo mà. Nên ngoài trời khá lạnh. Cố gắng tìm đến điểm tiếp theo. Nghỉ tiếp theo thì mình sẽ nghỉ đến trưa. Bây giờ cứ phải đi cái đã. Mặc dù khá đói này nhưng mà khả năng là tí nếu mệt quá mình sẽ ăn tạm mấy cái đồ ngọt ở trong ba lô. Đến điểm tiếp theo thì sẽ nghỉ đến trưa. Đỉnh đi rồi. Mời các bạn nhìn đi nhá. Mệt kinh khủng. Sáng mình leo cứ nghĩ là nó đơn giản. Xa phết. Chắc phải 30 phút leo chứ không ít đâu. Mà nhiệt độ của sáng rất là lạnh. Các bạn đi các bạn nên lưu ý là chuẩn bị găng tay. Không phải mệt lắm đấy. Tay cóng hết rồi này. Mình người nhiều. Mình người vùng nóng cũng quen với khí hậu vùng lạnh, lạnh kinh. Mọi người đã tập trung hết trên kia rồi. Đây là Pole Hill, một trong những cái đỉnh thoáng nhất các bạn có thể nhìn ở những cái đỉnh núi bên này. Cố lên. Sao đến nơi rồi? Sắp đến đỉnh rồi. Cố lên vài bước nữa. Mệt. Đến rồi. Đến rồi.
thêm nhiều gì nữa. Hôm nay ngày khá mệt bởi vì cả ngày toàn phải leo lên. Các bạn chân thì hiện tại thì chân chưa thấy mỏi, nhưng mà vai thì khá đau bởi vì này, không quen vác đồ nặng nhiều. Chứ ở nhà thì đi bộ nhiều nên là chân thì chưa có vấn đề gì cả. Ngoài trời lạnh lắm, lên đây còn mưa nữa. Bây giờ ở đây rất lạ, cứ ngày nắng chiều mưa, mưa lạnh lắm. Đấy. Thì hôm nay leo địa hình lên mệt, mà hôm nay thì gặp rất nhiều người. Thì gặp nhiều người, người ta hỏi, người ta biết mình đi một mình, không tour guide, không coacher, người ta bảo mình kiểu bị điên. Một số người bảo brave man. Không sao, thấy cái chính là mình tự do hoạt động được, nên là chính vì thế mình có sự khác biệt với mọi người. Ở đây thì lúc mình vừa mới lên thì mọi người đang ở, mọi người chọn ở cái khu trung tâm ở phía trên kìa. Đi từ cái chỗ nhà khách sạn của mình này đến cái khu trung tâm ấy, thì lên tầm 1-2 cái bậc thang. Thì mọi người phần lớn họ đều có tour, thì họ tour họ bỏ đặt hết ở trong trung tâm. Thì mình thì hôm qua thì theo kinh nghiệm thì mình lấy được cái phòng ở chỗ ngoài khu trung tâm một chút, thì phòng nó yên tĩnh, không một mình thấy cái chỗ nào nó yên tĩnh hơn là những cái chỗ nó ồn. Thì trên kia thì tối nay chắc là sẽ nhạt nhẽo và khá là mỹ, nên là mình chọn phòng dưới này. Rất là may đi xuống một đoạn thì gặp hẳn một cái khách sạn 3 tầng to lắm mà không thấy có ai cả. Thế là mình vào thử xem nào. Đây tên khách sạn này, nếu sau này các bạn đến, nếu để tiện để nhắc các bạn luôn, nếu mà đến mà các bạn đi và không mùa cao điểm ấy, thì các bạn cứ đi ra ngoài những cái khu nó gọi là các cái khu làng chính, người ta tập trung nhiều, các bạn đi quá một chút thì xuống đấy các bạn sẽ được những cái phòng rất là rẻ. Vừa nãy mình lên phòng này là đây, mình cho các bạn xem tên khách sạn đây. Đây này, Asa Hotel. Thì lúc mình đến thì hiện tại là đây, các bạn thấy này, các phòng vắng không ai cả. Thì đây là phòng mình, phòng là một giường đôi, một giường đơn đấy, thuê lúc nào cũng phòng rộng thanh thang này, mà có ai ở đâu. Một nhà vệ sinh và được dùng nhà vệ sinh này nữa, hai nhà vệ sinh đấy. Thì phòng này lúc mình lên phòng này thì gặp ngay bác chủ ở trên cầu thang. Bác mình hỏi bác bao nhiêu cái phòng này, thì bác mới bảo là 500 rupee, tương đương với cỡ độ 5 đô gì đấy. Một đêm thì mình mặc cả là 400 được không? Thì bác lại còn bỏ 200 mà bác còn cân nhắc. Thế mình bảo thế 300 bác nhá. Bác lại bỏ 400 lại, 400 thì được. Mình bảo thế thôi 300 thì bác, 300 cũng được. Thế lên bác cho phòng này, phòng rộng thoải mái.
vừa mình phát hiện ra một cái rất là hay. Không hiểu sao mấy anh photo anh là anh vác nhiều đồ nặng, vác rất là lâu. Vừa quan sát ra như mình nó là một bí quyết. Đấy là việc đầu tiên, là việc bước chân. Bạn sẽ phải bước thật chậm và bước theo cái nhịp thở của mình. Hít sâu, bước một bước, thở thở ra sâu, bước một bước. Và tuyệt đối không thở bằng mồm mà thở bằng mũi như này. Thế các bạn có thể đi xa được. Vấn đề không phải là đi nhanh mà các bạn phải đi liên tục được bao nhiêu xa để các bạn mới đi được như này. Nhìn nhá. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Vào, thở ra. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, thở. Mình phát hiện ra là như thế mình sẽ bảo toàn được sức của mình có thể đi được bao xa. Mình đi một đoạn thì xa lắm ấy, từ tít cái dốc của đằng sau kia, cái khu nhà kia kìa, cho đến đây mà chưa nghỉ một chút nào. Thường thì mình leo một cái dốc như này là mình đã phải nghỉ đến 2 lần, nhưng mà từ khi nắm được bí quyết ấy mình phải đi rất là nhanh và xa đấy. Cái đường khu này là cái đường mà nhiều người người ta đi, đường này là đường ngắn nên là các nhà nghỉ ở dọc khu vực đường lên này là full hết, nên là mình không kiếm được phòng, là hỏi từ đi qua mấy điểm hỏi không có phòng nào. Ngày hôm nay đây sẽ là chỗ ngủ của mình, thế là sẽ ngủ ở phòng ăn thì không sao gì, là các bạn vẫn có chỗ đệm ngủ và gối các thứ kia. Và quan trọng là mình đã có túi ngủ nên không có gì phải lo. Nên các bạn, nếu mà đi từ cái phía mà cái đường ngắn từ Nazapul lên mà là đường ngắn nhất lên ABC thì các bạn lưu ý nè, các bạn sẽ phải book phòng trước từ cái đoạn từ Chomrong, đoạn từ Chomrong lên thì từ điểm đấy sẽ full phòng. Các bạn rất là cẩn thận. Oh, thank you. Thank you. Good here. Thank you very much. Okay. Các bạn sẽ phải book trước để full phòng của mình, đừng giống như mình lên full phòng nên đi đến điểm nào. Điểm tiếp theo cũng full phòng, bởi vì mình gặp một nhóm Việt Nam thì người ta có bảo là ở đây cũng bị full phòng nên là họ đặt phòng trước nên họ bảo trên đấy cũng full phòng nên là mình ngay buộc phải ngủ. Dining room ở đây, cái dining room. Các bạn lưu ý là nhớ đặt phòng trước nếu mà đi cái chặng đường ngắn nhá, từ Chomrong trở lên. Còn bạn nào đi các bạn sẽ biết Chomrong này được nào nhá. Thank you.
kiếp. Đẹp này, đẹp chưa? Trơn phết. Các bạn tìm mấy giày massage tốt đi, trơn lắm. Như đã bảo, một lối đi mới.
tuyệt vời. Tuyệt lạnh vãi. Tuyệt vời. Lần đầu tiên thấy tuyệt vời. Chảo lạnh thế. Đầy tuyết này. Đi tiếp thôi, nhanh. Lên chạy rồi. Cố đoạn nữa thôi. Đấy, kia đấy. Tuyệt.